Nhanh quá luôn, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi là chị em mình đã chính thức chia tay mùa hè để bước vào mùa thu rồi. Đến giờ này mà vẫn có nàng chưa kịp shopping cho mùa hè thì hãy nán lại ở video của Uyên một xíu nha. Tại vì ở đây có những món đồ mà Uyên tin là sẽ làm cho những ngày cuối hè của các nàng rực rỡ hơn rất nhiều đó. Mở đầu là một chiếc đầm hai dây với họa tiết hoa cực kỳ nổi bật. Em này được may từ chất liệu vải linen. Chất vải của em này thì sẽ hơi nhăn một xíu nha. Một xíu thôi chứ không có nhăn lắm đâu. Nhưng mà mặc lên người thì rất là thoải mái và siêu siêu thoáng mát. Thứ hai là một set đồ với áo hai dây và quần short. Chiếc áo hai dây này có họa tiết và chất vải tương tự như chiếc đầm phía trước. Thiết kế buộc dây cho nên là mình có thể linh hoạt điều chỉnh độ dài của áo. Phía sau lưng áo thì được may bao chun nên rất là dễ chịu và ôm khít vào người, siêu siêu vừa vặn và không thừa không thiếu chỗ nào luôn đó. Có áo hai dây rồi thì làm sao mà thiếu được quần short đúng không? Bên chọn phối cùng với em áo này là một chiếc quần short jean màu trắng, mang thêm nón cói và một đôi tông, đơn giản thôi nhưng mà hết sức xinh đẹp. Kế đến thì mình sẽ có một chiếc đầm màu hồng này, vẫn là chất liệu linen và thiết kế đơn giản rất là dễ mặc. Thì Uyên nghĩ chiếc đầm này xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái. Đối với thời tiết như ở Việt Nam mình thì chiếc đầm này mọi người có thể mặc được quanh năm luôn đó, chứ không chỉ là mùa hè đâu. Có thể khoác thêm một chiếc áo sơ mi ở bên ngoài hoặc có thể mặc thêm một lớp áo thun ở bên trong nếu như thời tiết trở lạnh. Sau lưng đầm là một lớp bao chu cho nên các nàng cứ yên tâm là mặc layer sẽ rất là thoải mái nha. Set thứ tư vẫn là quần short và áo hai dây, nhưng mà chiếc áo này thì có phần điệu đà hơn một xíu với phần tay áo bồng bềnh và khá là nữ tính. Các thiết kế của Old Navy chủ yếu hướng đến sự đơn giản, thoải mái và tiện dụng, phù hợp với những hoạt động hàng ngày cho nên chất liệu vải cũng rất là mềm mại và thân thiện. Món nào mặc lên người cũng rất là dễ chịu luôn đó. Thứ năm là một em đầm mà chắc là Uyên thích nhất từ nãy tới giờ, tại vì mặc lên người trông mình rất là xinh và trẻ trung. Chất vải có họa tiết hoa nổi nhỏ xíu rất là cưng luôn, mà màu trắng này thì cũng dễ mặc nữa, không có bị kén da. Em này thì mọi người có thể mặc được hai kiểu luôn đó nha. Nàng nào mà thích sexy một xíu thì có thể kéo vai áo xuống như thế này nè, có may bao chun rất là chắc chắn cho nên không có sợ bị tuột đâu nha. Bây giờ thì tới em đầm cuối cùng rồi nè, cũng là chất liệu linen thôi nha, chỉ là họa tiết có khác đi một xíu thôi, vẫn là mẫu đầm hai dây có thể tự điều chỉnh. Nàng nào yêu thích sự đơn giản thì có thể chọn mẫu đầm kẻ này nha. Mẫu này có thiết kế khá là đơn giản, dễ mặc và phù hợp với mọi loại vóc dáng.